Hi, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Vlog Review và so sánh mẫu xe Mercedes-Benz chính hãng. Và em là Thịnh Lê, chuyên viên tư vấn và đại diện bán hàng tại đại lý Haseco Điện Biên Phủ. Kính thưa quý anh chị, trong video ngày hôm nay, Thịnh sẽ mang đến cho quý anh chị một mẫu sedan thế hệ mới, vô cùng sang trọng và cũng không kém phần trẻ trung. Và màu sơn của mẫu sedan này là một màu sơn mà nó đã hết hàng từ hồi tháng 11 năm ngoái, tức là khoảng 3 tháng, cũng đã khoảng hơn 3 tháng thì chúng ta mới có lại màu sơn này ha. Một màu phải nói rất là hot. Và mẫu xe này vừa mới xuất xưởng hôm nay để được về trưng bày tại Haseco Điện Biên Phủ. Và đây xin giới thiệu với quý anh chị, đây chính là mẫu xe C200 Avantgarde. Mẫu xe có mức giá dễ tiếp cận nhất của thương hiệu Mercedes-Benz quý anh chị ha. Đây. Và bây giờ không để quý anh chị phải chờ lâu nữa, mình sẽ đi ngay vào review chi tiết những cái điểm nổi bật của mẫu xe này với nước sơn là màu trắng bowler, một cái màu rất là hot và hết hàng trong thời gian vừa qua quý anh chị ha. Và đây thưa quý anh chị, trên tay Thịnh đang là chiếc chìa khóa thiết kế mới của các mẫu xe all new của Mercedes-Benz quý anh chị ha, với tạo hình thiết kế dạng du thuyền và cũng được làm từ những cái vật liệu rất là cao cấp ha. Và khi mà quý anh chị cầm cái chiếc chìa khóa này trên tay á, thì phải nói là nó cực kỳ nặng quý anh chị ạ, rất là cao cấp luôn. Một số những cái nút ở trên đây thì chúng ta sẽ có nút lock cửa xe ngay trên logo Mercedes-Benz này luôn ha. Đây sẽ là nút unlock cửa xe, đây sẽ là nút chúng ta mở cái cốp sau ra. Và đây chính là mẫu xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde. Mẫu xe đã được all new toàn diện từ nội thất, ngoại thất, khung gầm và kể cả khối động cơ bên trong luôn ha. Một mẫu xe vô cùng trẻ trung, năng động với mức giá rất là dễ tiếp cận, chỉ 1 tỷ 599 triệu đồng. Là quý anh chị đã sở hữu tất cả những cái công nghệ mới nhất của Mercedes-Benz được trang bị trên mẫu xe này ha. Bây giờ mình sẽ đi vào phần đầu xe để chúng ta điểm qua những điểm nhấn nổi bật ha. Đầu tiên thì ở phần đầu xe thì không thể nào không nhắc đến, đó chính là cụm đèn chiếu sáng với tạo hình thiết kế mới ha. Công nghệ chiếu sáng của cụm đèn này sẽ là công nghệ LED High Performance, LED hiệu suất cao hả quý anh chị. Và bước sang thế hệ mới này thì chúng ta sẽ không còn những mẫu xe như là C180, C200 Exclusive nữa. Từ năm 2024 này thì chúng ta sẽ là C200 Avantgarde như quý anh chị đang thấy của mẫu xe này, C200 Avantgarde Plus và C300 MG. Và mẫu xe này là với mức giá 1 tỷ 599 triệu thì chúng ta cũng sẽ có một cái tạo hình thiết kế cụm đèn rất là đẹp mắt ha. Với dãy LED định vị, với một dãy LED định vị dạng móc câu ở đây ha quý anh chị. Ở trong đây sẽ là một bóng projector siêu sáng luôn. Tạo hình cũng rất là cầu kỳ, chỉnh chu và tỉ mỉ quý anh chị ha. Rồi khu vực trung tâm của đầu xe thì chúng ta sẽ có một mặt lưới tản nhiệt thiết kế theo phong cách Avantgarde trẻ trung và năng động ha. Với điểm nhấn là một logo Mercedes-Benz to bản ở khu vực trung tâm ha. Được phủ chrome sáng bóng. Và chia đôi phần mặt lưới tản nhiệt này, chúng ta sẽ có một thanh nan nằm ngang và cũng được mạ chrome sáng bóng ở khu vực này quý anh chị ha. Bên trong lưới tản nhiệt thì sẽ rất là nhiều những thanh nan dọc được sơn đen để tăng thêm điểm nhấn và chiều sâu cho cái phần mặt lưới tản nhiệt của chúng ta ha. Viền ngoài của lưới tản nhiệt thì cũng sẽ được mạ chrome sáng bóng như quý anh chị thấy ở đây. Đó, rất là đẹp mắt quý anh chị ha. Phía bên trên nắp capo thì chúng ta cũng sẽ có một logo Mercedes-Benz ở đây, rất là đẹp mắt. Bây giờ Thịnh sẽ đi xuống phần hốc lướt gió phía trước ha. Đây, đối với phiên bản Avantgarde thì phần hốc lướt gió nó sẽ có tạo hình là nhẹ nhàng hơn, mềm mại hơn. Nếu như mà quý anh chị so mẫu xe này với lại C300 MG, và mẫu xe sở hữu phong cách thiết kế là MG Line thể thao ha. Và nó sẽ rất là hài hòa và nhã nhặn đó. Và phía trước đầu xe thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 mắt cảm biến phía trước trong hệ thống 12 mắt cảm biến Bactronic. Có thể cảm biến những cái chướng ngại vật xung quanh xe, giúp cho người chủ nhân của xe có thể di chuyển một mẫu xe dài đến 4m751 như thế này được dễ dàng hơn và thuận tiện hơn quý anh chị ha. Tiến sang phần hông xe thì chúng ta sẽ có một bộ mâm đa chấu được sơn màu nhôm mờ ha quý anh chị. Chính giữa vẫn sẽ là một logo Mercedes-Benz to bản nè. Đó, và bộ mâm này có kích thước là 17 inch quý anh chị ha. Và lớp xe sẽ được sử dụng là lớp của hãng Bridgestone quý anh chị. Đây, để Thịnh quay lại gần cho quý anh chị xem nha. Và đây là bộ lớp MOE ha, viết tắt của cụm từ là Mercedes Original Standard ha. Một bộ lớp có khả năng là chống thủng lớp và nó sẽ đảm bảo an toàn cho quý anh chị khi mà chúng ta di chuyển ở tốc độ cao.
mà chẳng may là xe bị mất áp suất lốp đột ngột đi, thì với một cái bộ lớp đã có cái phần thành cao su được gia cường như thế này thì nó sẽ đảm bảo cho quý anh chị chúng ta vẫn có thể di chuyển được thêm 80 km nữa để tìm nơi sửa chữa, hay đơn giản là nó sẽ không có làm gián đoạn cái lịch trình di chuyển của quý anh chị ha. Đó, phần hông xe thì chúng ta cũng sẽ có những cái đường gân chạy dài từ phía đầu xe sang phần đuôi xe ha, để tăng thêm điểm nhấn nhá chi tiết cho mẫu xe của chúng ta ha. Rồi, khu vực tay nắm cửa thì cũng sẽ được sơn cùng màu với lại xe là màu trắng bowler ha. Và tương tự là gương chiếu hậu ngoại thất cũng như vậy quý anh chị ha. Khu vực này thì chúng ta sẽ có một cái cụm đèn báo rẽ tích hợp. Và nhìn vào bên trong phần gương này thì quý anh chị để ý chúng ta sẽ có một cái tam giác nhỏ ở đây ha. Đây chính là cái hệ thống cảnh báo điểm mù mới nhất của Mercedes-Benz. Xíu nữa khi mà vào bên trong khoang nội thất thì mình sẽ nói thêm về những cái công nghệ hỗ trợ lái mới trên mẫu xe này ha quý anh chị. Đó. Phần hông xe cũng rất là đẹp mắt quý anh chị ha. Đó, bánh sau cũng sẽ có sở hữu một bộ mâm cùng kích thước với lại bánh trước ha quý anh chị. Và đây là tạo hình thiết kế của cụm đèn hậu. Đối với phiên bản 2024 này thì cụm đèn hậu sẽ có tạo hình thanh mảnh hơn và nó sẽ vuốt dài từ phần hông xe đuôi bên này, vuốt vào bên trong phần nóc cốp luôn ha, chia làm hai phần với một dãy LED định vị màu đỏ rất là đẹp mắt ở đây ha quý anh chị. Các cái chi tiết đèn phía dưới như là đèn xi nhan thì sẽ có tạo hình thiết kế dạng lông vũ rất là đẹp mắt luôn. Đây quý anh chị cùng nhìn tổng thể phần đuôi xe ở đây quý anh chị nha. Khu vực trung tâm thì vẫn sẽ là một logo Mercedes-Benz được mạ chrome sáng bóng. Và ngay bên dưới sẽ là hệ thống ống xả kép trang trí ha, để tăng thêm điểm nhấn nhá và sexy cho cái phần đuôi xe của chúng ta. Đó. Phía sau vẫn sẽ là 6 mắt cảm biến trong hệ thống 12 mắt cảm biến Patronic ha quý anh chị. Mẫu xe này thì chúng ta sẽ không có tính năng đá cốp, nên là quý anh chị sẽ mở mà các anh ấn vào đây ha. Và đây cũng chỉ là cốp cơ thôi ha quý anh chị. Đây là phiên bản tiêu chuẩn nên là chúng ta cũng sẽ thiếu đi một số những cái option. Đây là dung tích cốp sau quý anh chị ha, cực kỳ rộng luôn, chúng ta sẽ để được khoảng 2 cái vali cỡ big size ha quý anh chị. Đó, và khi mà chúng ta có những cái vật dụng linh tinh thì quý anh chị có thể mở cái phần nắp cốp này lên. Ở dưới này sẽ có thêm một cái ngăn chứa đồ nhỏ nữa để những cái vật dụng linh tinh ha. Và khi mà quý anh chị chúng ta muốn để những cái vật dụng dài mà chỉ đi đến 2 người thôi thì quý anh chị chúng ta sẽ có hai cái nút để gặp hàng ghế thứ hai nhanh ở đây ha, như Thịnh thao tác. Rồi lúc này thì cái dung tích khoang sau sẽ rất là rộng ha. Hiện tại cái ghế bên phải là đang có đặt một cái ghế trẻ em nên là nó sẽ không có gặp lại được quý anh chị ha. Đó. Rồi bây giờ Thịnh sẽ tiến tới là mở nắp capo để điểm qua một số những cái thông số, những cái công suất làm việc của cái khối động cơ M254 thế hệ mới quý anh chị nhé. Đây là khoang nội thất của C200 mới ha, một khoang nội thất vô cùng ấn tượng luôn. Và cái khoang nội thất này nó sẽ có tạo hình thiết kế giống với C200 Plus, C300 hay GLC200 và GLC300 ha. Mình sẽ đi vào chi tiết khi mà chúng ta vào bên trong khoang nội thất quý anh chị nhé. Để mở nắp capo thì chúng ta sẽ có một cái lẫy ở đây, quý anh chị đưa tay sau vào trong đây, ấn vào. Rồi, bây giờ Thịnh sẽ mở khu vực nắp capo lên nha. Ở ngay bên trái của nắp capo này chúng ta sẽ có một cái lưỡi gà ha, quý anh chị ấn lên. Đó, ở đây quý anh chị. Rồi, kéo lên đây thì nó đã được trợ lực thủy lực rồi, nên là cái việc mà Thịnh có thể nhấc cái nắp capo này, một cái nắp capo rất là nặng bằng một tay cực kỳ đơn giản ha. Và đây là khối động cơ M254. Điểm qua một số những cái thông số của khối động cơ này, chúng ta sẽ là khối động cơ Y4, 4 xi lanh thẳng hàng tăng áp cuộn kép, và sẽ cho ra công suất là 204 mã lực cùng với 300 Nm moment xoắn ha. Và khối động cơ này sẽ được bổ trợ bằng một motor điện 48V trong công nghệ MyHybrid ha quý anh chị, giúp cho mẫu xe của chúng ta khởi động vô cùng êm mái, tăng tốc nhanh hơn và sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn so với lại khối động cơ M264 cũ ha quý anh chị. Đó. Và đây là cái nét đặc trưng của những cái mẫu xe đến từ châu Âu và đặc biệt là đến từ Mercedes-Benz ha, một khoang động cơ rất là đầy đặn và phủ đầy các cái chi tiết cơ khí như quý anh chị thấy ở đây. Về hộp số thì xe trong Avantgarde vẫn sẽ được trang bị là hộp số 9 cấp 9G Tronic, đảm bảo cho khả năng vận hành rất là êm ái ha quý anh chị. Rồi bây giờ thì Thịnh sẽ đi vào bên trong khoang nội thất để điểm qua những cái tiện nghi, những cái công nghệ được trang bị cho mẫu xe C200 Avantgarde 2024, một mẫu xe có mức giá bán rất là dễ tiếp cận quý anh chị ha. Rồi, phải nói thì khi mà nhìn vào khoang nội thất này thì Thịnh nghĩ là chắc quý anh chị khách hàng cũng đã thấy nó rất là đẹp đúng không quý anh chị?
Và khi mà mở cửa phía trước ra, chúng ta sẽ có hai cái nẹp với dòng chữ là Mercedes-Benz phát sáng ha, để tăng thêm vẻ nhấn nhá và sang trọng cho mẫu xe của chúng ta. Bây giờ Thành sẽ bước vào bên trong khoang nội thất nhé. Rồi, kính thưa quý anh chị, đây chính là khoang nội thất của xe trong Avantgarde ha. Một khoang nội thất được đánh giá là ấn tượng nhất trong phân khúc và trong tầm tiền ha. Thực sự thì với mức giá 1 tỷ 6 thì quý anh chị sẽ khó mà tìm được mẫu xe nào có khoang nội thất đẹp mắt, hiện đại và ấn tượng hơn cái khoang nội thất của mẫu xe C200 này ha quý anh chị. Bây giờ Thịnh sẽ đề máy thử cho quý anh chị cùng xem nha. Quý anh chị thấy thế nào? Chúng ta sẽ không có nghe cái tiếng kêu cụ đề rất là lớn giống như là những cái khối động cơ của Mercedes-Benz trước đây ha. Đó chính là nhờ vào công nghệ MyHybrid hay còn gọi là EQ Boost với motor điện bổ trợ ha quý anh chị. Đó. Điểm qua một số những cái điểm mà Thịnh thấy thích nhất trên cái tạo hình thiết kế của khoang nội thất này. Đầu tiên là khu vực trung tâm, chúng ta sẽ mang đầy vẻ công nghệ với một màn hình giải trí 11,9 inch ha. Sử dụng hệ điều hành là MBUX thế hệ thứ 2 ha quý anh chị. Một màn hình vô cùng sắc nét và nhanh nhạy luôn, như Thịnh đang thao tác ở đây ha quý anh chị. Và bước sang thế hệ mới này thì chúng ta sẽ có một cái tính năng cũng khá là hay ho, đó chính là định vị ghế tự động. Quý anh chị chỉ cần chọn chiều cao của chúng ta ở đây, ví dụ như là 1m85 đi, chọn đơn vị cm, bấm bắt đầu xác định vị trí. Lúc này ghế và vô lăng sẽ tự động di chuyển ha, để phù hợp với lại cái chiều cao mà quý anh chị đã set khi nãy ha. Đó, đây là vô lăng dạng tròn ha quý anh chị, tạo hình thiết kế mới rất là đẹp mắt luôn. Khu vực này sẽ làm bằng kim loại ha, vô cùng đẹp mắt. Ở khu vực mép phải và mép trái của vô lăng vẫn sẽ là những cái phím điều khiển cũng như là những cái chức năng rất là quen thuộc như là tăng giảm âm lượng. Và bước sang thế hệ mới thì cái nút tăng giảm âm lượng này nó sẽ là dạng cảm ứng ha quý anh chị. Chúng ta sẽ vuốt lên vuốt xuống. Đó, như Thịnh đang thao tác, ra lệnh cho xe bằng giọng nói. Một cái touchpad để quý anh chị có thể điều khiển màn hình giải trí trung tâm 11,9 inch ở đây. Đó, như Thịnh đang thao tác ha. Và tương tự phía bên trái này chúng ta sẽ có một số những chức năng như là lim, giới hạn tốc độ ha, cruise control, ga tự động. Rồi, các mức set ở đây ha, cancel và resume lại lệnh lim và cruise mà quý anh chị vừa set. Rồi, ở đây sẽ là nút home. Chúng ta sẽ sử dụng tổ hợp nút này cũng như là một cái bát cảm ứng ở đây để điều khiển cái màn hình sau vô lăng 12,3 inch này ha quý anh chị. Đó, Thịnh có thể thay đổi được nhiều kiểu giao diện hiển thị, như là chúng ta sẽ chuyển sang thể thao ha, để xe nó sẽ mang dáng vẻ thể thao hơn, rất là đẹp mắt. Lúc này thì màn hình hiển thị sẽ tập trung ưu tiên hiển thị lớn nhất là về cái vòng tua máy ha. Hiện tại đang là 780 vòng trên phút ha quý anh chị. Đó, với một tông màu đỏ rất là thể thao luôn. Rồi, phía đằng sau này chúng ta vẫn sẽ có hai cái battle ship lấy sang số ha. Trong trường hợp mà quý anh chị muốn tự chủ động sang số bằng tay ha quý anh chị. Còn khi mà chúng ta để ở chế độ D thì xe sẽ tự động sang số rất là mượt mà và êm ái. Phía bên trên táp lô này thì chúng ta sẽ được bọc nhựa mềm quý anh chị ha. Nếu mà so với C200 Plus thì cái phần táp lô này nó sẽ không có được chỉnh chu bằng C200 Plus. Do là C200 Plus sẽ được bọc da Artico với tạo hình dạng nắp ba ha, nó sẽ mềm mại và nhẵn mịn hơn. Tuy nhiên thì nếu như mà không nói thì quý anh chị nhìn vào đây chúng ta sẽ nghĩ đó là da không đó quý anh chị ạ. Tuy là được bọc nhựa mềm nhưng mà nhìn nó vẫn có cho ra một cái vẻ rất là cao cấp ha. Và đây sẽ là ba cái cửa gió điều hòa rất đặc trưng của các phiên bản C-Class thế hệ mới ha. Với tạo hình giống như là động cơ phản lực và được lồng đèn viền vào bên trong, cực kỳ đẹp mắt ha. Chúng ta có thể tắt mở riêng lẻ từng cái cửa ra điều hòa ở đây ha. Điều hướng nó như thế này, như Thịnh đang thao tác. Rồi, hai bên hông cũng sẽ có thêm một cái cửa gió điều hòa ở đây, cũng như tương tự là ở khu vực này ha. Rồi, phía bên mép cửa thì chúng ta sẽ có một cái tấm panel được phủ màu đen sáng bóng rất là đẹp mắt ha. Đây sẽ là bộ ghế chỉnh điện thế hệ mới ha quý anh chị. Đó. Và với cái bộ ghế chỉnh điện thế hệ mới này thì chúng ta sẽ cảm ứng lực ha. Nên là khi mà Thịnh ấn vào nó sẽ không có di chuyển cái nút bấm này nha. Đó, nhưng mà ghế vẫn sẽ được di chuyển. Ở đây sẽ là nhớ ghế ba vị trí cũng giống như là những cái mẫu xe Mercedes-Benz thế hệ trước quý anh chị ha. Rồi, phía bên dưới này thì vẫn sẽ là những cái nút rất là quen thuộc như là lên xuống kính, điều chỉnh gương chiếu hậu ngoại thất ha. Rồi. Nhưng mà ở đây thì cái phần tay nắm cửa bên trong thì nó lại thiết kế rất là đẹp mắt luôn. Được ốp chrome bên trên ha, rất là đẹp mắt. Ngay phía bên dưới này sẽ được lồng đèn viền ha quý anh chị. Ở đây vẫn sẽ là cái cụm điều khiển đèn ha. Đèn auto, đèn dummy ha, đèn đổ xe phải và trái tương tự, đèn sương mù ở đây ha quý anh chị. Đây là phanh tay điện tử ha. Đó. Đối với phanh tay điện tử thì tất cả các mẫu xe của Mercedes-Benz đều được trang bị là phanh tay điện tử tự động. Khi mà quý anh chị vào số tiến hoặc số lùi thì phanh sẽ được tự động nhả ra ha.
Khi chúng ta về số B thì phanh sẽ tự động được cài lên quý anh chị ha. Đó, rồi. Ngay bên dưới của cái màn hình vị trí trung tâm này, chúng ta sẽ có một cái học trung tâm ha, cũng được phủ một cái màu đen bóng rất là đẹp mắt và sang trọng ha. Và khi mà quý anh chị mở cái phần học trung tâm này ra, chúng ta sẽ có hai cái cốc để ly ở đây. Rồi, khu vực này sẽ là một cái bệ sạc không dây ha quý anh chị, một cái cổng USB-C. Và với hệ điều hành MBUX thế hệ thứ hai này thì quý anh chị có thể kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây luôn quý anh chị ha. Chúng ta sẽ đảm bảo được cái khoang nội thất của chúng ta không có nhiều dây nhợi phức tạp, làm mất cái đi cái thẩm mỹ của một cái khoang nội thất vốn dĩ đang rất là đẹp như thế này quý anh chị ha. Đó. Rồi, bây giờ ở trên trần xe thì sao? Chúng ta sẽ được bọc vải ha quý anh chị. Và ở đây sẽ là một cái bảng điều khiển. Quý anh chị có thể là chúng ta bật đèn nội thất lên nè, như Thịnh đang thao tác. Bật đèn phía sau, tắt mở. Rồi, đèn đọc sách thì chúng ta sẽ cảm ứng quý anh chị ha. Đối với C300 thì chúng ta sẽ được trang bị thêm là cửa sổ trời toàn cảnh nữa, nên là cái khu vực này sẽ dùng để mở cửa sổ trời ha, cũng là cảm ứng luôn. Rất là đầy vẻ công nghệ ha quý anh chị. Rồi, đây chính là cái gương chiếu hậu nội thất. Rồi, phía bên ghế phụ thì cũng sẽ có bộ ghế chỉnh điện và nhớ ghế ba vị trí giống như là ở bên khu vực ghế tài quý anh chị ha. Và cái màu nội thất của mẫu xe này là màu nội thất đen. Với C Class thế hệ mới thì chúng ta sẽ có hai tùy chọn màu nội thất là màu đen như thế này và màu nâu Sienna quý anh chị ha. Khi mà có xe màu nâu về thì Tịnh sẽ quay thêm cho quý anh chị cùng tham khảo nhé. Một bộ ghế nó sẽ có hai cái phần mép ghế này được nhô cao lên để nó ôm lấy thân người nhiều hơn. Khi mà ngồi vào cái ghế này quý anh chị sẽ cảm thấy là xe nó sẽ rất là ôm người ha. Và khi mà chúng ta di chuyển, chúng ta bo cua, chúng ta ôm lái ở những cái tốc độ cao ấy, thì cái bộ ghế này nó sẽ ổn định cái cơ thể của người lái cũng như là người ngồi bên hông tốt hơn quý anh chị ha. Và tạo hình thiết kế cũng vô cùng đẹp mắt. Rồi, khu vực bệ từ tay trung tâm này cũng chúng ta cũng sẽ có một thêm một cái hộp để đồ nhỏ 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 ở đây nữa quý anh chị ha. Đó, bên trong cũng sẽ có là hai cổng USB-C ở đây để quý anh chị có thể sạc những cái thiết bị điện tử như là sạc dự phòng chẳng hạn nè. Chúng ta cắm sạc và để thẳng vào bên trong đây luôn, rất là gọn. Hoặc là để những cái ví dài hay là thẻ chìa khóa ở đây cũng được ha quý anh chị. Rồi, nhỏ nhỏ ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nút này dùng để mở cái cốp sau quý anh chị ha. Tuy nhiên là chúng ta chỉ mở cốp sau được thôi chứ không có đóng được, do làm xe chúng ta sử dụng cốp cơ chứ không phải là cốp điện. Đối với C200 Plus và C300 thì chúng ta sử dụng cấp điện, thì cái nút này quý anh chị có thể mở cốp và cũng tương tự là dùng cái nút này để đóng cốp được luôn quý anh chị ha. Đó, quý anh chị cùng xem lại tổng thể khoang nội thất ở đây. Một khoang nội thất vô cùng đẹp mắt với mức giá bán rất là dễ tiếp cận luôn. Đó, về phần ốp trang trí thì ở trong đây chúng ta sẽ là ốp họa tiết kim cương quý anh chị ha. Nó sẽ không có bóng như là nhìn mới thoạt nhìn thì thấy nó sẽ khá là giống với lại cái ốp trang trí của mẫu xe C300. Tuy nhiên thì khi mà quý anh chị nhìn kỹ thì nó sẽ hơi nhám ha quý anh chị. Đó, chứ nó không có bóng như là cái ốp vân sợi kim loại trên mẫu xe C300 ha. Nhưng mà nhìn sơ qua sẽ thấy là nó khá là giống nhau đó quý anh chị ạ. Rồi, với mẫu xe này thì chúng ta sẽ sử dụng là loa tiêu chuẩn thôi quý anh chị ạ. Chúng ta sẽ không được trang bị là hệ thống loa Burmester 15 loa công suất 710W 3D mới nhất. Tuy nhiên thì nếu mà quý anh chị không có đòi hỏi quá nhiều về cái trải nghiệm âm thanh hay khi mà lái xe thì cái bộ loa này thật sự nó cũng đã rất là hay quý anh chị ạ. Tất nhiên là nó không thể nào bằng Burmester được, nhưng mà Thịnh đánh giá là nó cũng đủ dùng. Và quan trọng hơn là mẫu xe này là mẫu xe rất là dễ tiếp cận với mức giá bán rất là mềm ha. Và đặc biệt là cái chương trình ưu đãi của Mercedes-Benz trong đầu năm cũng đang rất là tốt nữa. Rồi, một số những cái công nghệ hỗ trợ lái mà Tịnh muốn giới thiệu với quý anh chị. Chúng ta sẽ có những cái công nghệ hỗ trợ lái mới như là hệ thống hỗ trợ phanh chủ động và hệ thống hỗ trợ điểm mù ha. Hệ thống hỗ trợ điểm mù thì chắc là khá quen thuộc với quý anh chị rồi. Khi mà có xe nằm ở hai bên hông từ phía sau lao lên thì cái tam giác ở ngay trên gương chiếu hậu này nó sẽ sáng đèn đỏ lên. Và nếu như mà chúng ta gạt xi nhan bên cái hướng mà đang có xe ở phía sau á, nằm trong vùng điểm mù, thì xe sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh bíp bíp bên trong khoang cabin ha, cũng như là hình ảnh là cái đèn tam giác này nó sẽ chớp màu đỏ lên ha quý anh chị. Và đi kèm với cảnh báo điểm mù này, chúng ta sẽ có thêm một tính năng là cảnh báo mở cửa xe, hay còn gọi là assist warning ha. Khi mà quý anh chị đã đến nơi rồi, chúng ta đã tắt máy hoàn toàn luôn rồi, thì cái hệ thống cảnh báo điểm mù này vẫn sẽ hoạt động thêm 3 phút nữa nếu chẳng may mà chúng ta mở cửa xe ngay lúc mà có xe phía sau đang lao lên, thì tự động nó sẽ cảnh báo bằng âm thanh cũng như là đèn viền ở khu vực này sẽ chớp màu đỏ lên để cho quý anh chị chúng ta giật mình và chúng ta sẽ đóng cửa xe lại ha. Và nó sẽ hoạt động trên cả 4 cánh cửa luôn, rất là an toàn cho quý anh chị khách hàng luôn ạ.
Rồi tiếp đến, đối với mẫu xe này thì chúng ta không có được trang bị là camera 360, chúng ta chỉ được trang bị là camera lùi góc rộng thôi ha. Đó, với hai chế độ xem ở đây như Thịnh đang thao tác. Tuy nhiên thì về phần hỗ trợ đậu xe chủ động thì chúng ta vẫn sẽ có ghép dọc và ghép ngang luôn quý anh chị ha. Tự động ghép dọc, tự động ghép ngang, và cái hệ thống này hoạt động rất là chính xác. Thịnh đã thử rất là nhiều lần rồi ha. Và đó là quý anh chị hoàn toàn có thể tin cậy được vào trong cái hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động này. Và Thịnh tin là những vị khách hàng là nữ hay là những người mà mới chúng ta lái xe chưa có rành lắm trong việc gia đổ ấy, thì cái hệ thống này cũng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị rất là nhiều ha. Đó. Về chế độ lái thì sao? Trên mẫu xe có động cơ 1.5 lít 204 mã lực này thì quý anh chị sẽ được trang bị là 4 chế độ lái. Bao gồm là, để Thịnh thoát này ra. Rồi, bao gồm là Eco tiết kiệm nhiên liệu ha, Comfort êm ái, Sport thể thao và Individual, một chế độ lái cho phép quý anh chị có thể cá nhân hóa những cái thông số ở đây, như là cái cách mà xe sang số, cái độ cứng mềm của vô lăng hay là cái sự can thiệp ít hay nhiều của hệ thống ổn định thân xe. Ok, và về phần điều hòa thì sao? C200 sẽ được trang bị hệ thống điều hòa Thermatic quý anh chị ha. Tức là chúng ta sẽ có hai vùng nhiệt độ độc lập bên trái và bên phải, và chúng ta sẽ điều khiển nhiệt độ bằng cách là chúng ta ấn vào bên trong cái màn hình 11,9 inch này luôn ha quý anh chị, như Thịnh đang thao tác ở đây. Đó, tăng giảm nhiệt độ ha. Và khi mà quý anh chị giảm nhiệt độ thì đèn sẽ chuyển sang màu xanh, tăng nhiệt độ thì đèn sẽ chuyển màu đỏ ha. Đó, quý anh chị thấy không? Rồi, và đặc biệt đây cũng là một cái tính năng mới rất là giá trị được cập nhật trên mẫu xe C200 Avantgarde mà phiên bản V1 quý anh chị nha. Bản V1 mới có nha, là trong menu điều hòa này. Đó, quý anh chị bấm vào, chúng ta sẽ có thêm một cái hệ thống lọc không khí Energizing Air Control ở đây quý anh chị ha. Đó, thì cái hệ thống lọc không khí này nó sẽ có khả năng lọc được bụi mịn từ môi trường bên ngoài trước khi vào bên trong xe, để đảm bảo cho cái không khí bên trong xe luôn có một cái chỉ số PM rất là tốt, như quý anh chị thấy ở đây ha. Hiện tại là đang bên trong showroom nó cũng khá là trong lành, nên là quý anh chị thấy là cái chất lượng không khí bên ngoài nó đang ở mức tốt ha. Nhưng mà khi mà quý anh chị chỉ cần vừa bước ra khỏi ra khỏi đường thôi quý anh chị ha, là nó sẽ lập tức chuyển sang màu đỏ ngay, không khí rất là ô nhiễm. Thì cái này nó sẽ mang đến cái tính là nó đảm bảo cái sức khỏe cho chúng ta cũng rất là nhiều quý anh chị. Về túi khí thì chắc chắn là xe mệt thì chúng ta được trang bị là 7 túi khí rồi, không có gì để bàn cãi về cái trang bị an toàn này cả quý anh chị ạ. À, rồi bây giờ Thịnh sẽ bước vào bên trong hàng ghế thứ hai của mẫu xe C-Class thế hệ mới này cho quý anh chị cùng tham khảo nhé. Rồi, kính thưa quý anh chị, hiện tại là Thịnh đang có mặt ở hàng ghế thứ hai của mẫu xe này ha, với một cái thiết kế ghế thông minh, tức có nghĩa là cái khu vực là để mông chúng ta sẽ được đặt chủng xuống đó, để cho cái khoảng cách từ đầu cho đến trần xe sẽ được rộng ra thêm ha. Nó sẽ tạo cho quý anh chị một cái cảm giác là mẫu xe này nó sẽ rộng rãi và thoải mái hơn ha. Cái khoảng để chân thì cũng ở mức ok tương đối quý anh chị ha. Thịnh cũng là một người lớn có chiều cao là 1m75, và khi mà ngồi vào trong đây thì đầu gối vẫn còn dư như đây nè quý anh chị. À, thì đối với phiên bản trước thì phải nói là cái hàng ghế thứ hai của dòng C khá là chật quý anh chị ha. Nhưng mà bước sang phiên bản mới này ấy thì chúng ta sẽ có cái chiều dài xe nó dài hơn 6,5 cm ha. Nên là cái hàng ghế hai cũng sẽ được tối ưu hơn. Mercedes-Benz rất là lắng nghe khách hàng quý anh chị ạ. Nên là cũng đã thiết kế cho dòng xe C-Class. Mặc dù là một dòng xe sedan cỡ nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có một cái hàng ghế hai ở mức chấp nhận tốt hơn quý anh chị ha. Đó, một số những cái điểm trang trí ở hàng ghế thứ hai, chúng ta cũng sẽ có một cái tạo hình tay nắm cửa bên trong giống với lại phía trước ha. Cũng được ốp rơm bên trên này, lồng đèn viền bên dưới rất là đẹp mắt. Ở đây mép cửa vẫn sẽ là một cái tấm panel trang trí. Ở đây sẽ là cái lẫy để mở cửa quý anh chị ha. Phía bên trong này cũng sẽ được lồng đèn viền rất là đẹp mắt luôn. Ở góc nhìn này thì quý anh chị có thể quan sát được trực diện hơn về cái tổng thể thiết kế nội thất. Một cái khoang nội thất rất là ấn tượng của C200 Avantgarde nói riêng và C-Class All-New nói chung quý anh chị ha. Đó, và với mức giá bán là 1 tỷ 599 triệu thì mẫu xe này quý anh chị vẫn sẽ được sở hữu được những cái công nghệ hỗ trợ lái mới của Mercedes-Benz. Một cái tạo hình thiết kế vô cùng ấn tượng, hiện đại, tương lai và sang trọng. Và khối động cơ thì sẽ có thêm một motor điện 48V bổ trợ, giúp cho xe của chúng ta khởi động êm ái hơn, tăng tốc mượt mà hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Về cái trải nghiệm thực tế của Thịnh, Thịnh đã sử dụng mẫu xe này để đi bàn giao xe ở Phan Thiết ha. Thì đi trên đường cao tốc ấy quý anh chị ạ,
thì cái mức tiêu hao nhiên liệu đo được trên đồng hồ rất là ấn tượng, chỉ có 5,6 lít trên 100 cây thôi quý anh chị. Là tính luôn cả những cái đoạn đường từ nội thành đi ra cao tốc cũng kẹt xe quý anh chị ha. Đó, phải nói là mẫu xe C200 này với một khối động cơ M254 thế hệ mới, nên chúng ta đã đạt được một cái mức là tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn so với lại phiên bản trước rất là nhiều ha. Và cái việc tiết kiệm nhiên liệu ở đây nó còn mang đến cái tính là bảo vệ môi trường nữa quý anh chị ạ. À, khi mà cái hàm lượng khí thải phát ra ít hơn thì chúng ta xe của chúng ta sẽ bảo vệ môi trường tốt hơn ha. Đó. Rồi, và đó cũng sẽ là một số những cái thông tin mà Thịnh muốn mang đến cho quý anh chị trên mẫu xe C200 Avantgarde 2024 này. Mẫu xe có mức giá bán cực kỳ dễ tiếp cận 1 tỷ 599 triệu. Và nếu như mà quý anh chị mua trong cái thời điểm đầu năm quý 1 này, tháng 2, tháng 3 thì chúng ta sẽ có ưu đãi rất là tốt ha, và mức giá lăn bánh cũng sẽ rất là tiệm cận với lại giá niêm yết. Thì quý anh chị nào đang quan tâm về mẫu xe C200 Avantgarde nói riêng và C-Class bao gồm C200 Avantgarde Plus và C300 nói chung, muốn trải nghiệm lái thử thì hãy liên hệ với Thịnh qua số hotline là 0908 000 284. Thịnh có để ở góc phải bên dưới cái video để được tư vấn thật là nhiệt tình, được trải nghiệm lái thử cũng như là được báo giá chi tiết tại thời điểm mà quý anh chị quan tâm quý anh chị nhé. Rồi, bây giờ Thịnh xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của Thịnh rất là nhiều và xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.